Thầy Thị Đầu Năm Tịnh Không Lão Pháp Sư Hằng Thụng Chúng Sanh Tùy Hỷ Công Đức Thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2017 địa điểm hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông các vị pháp sư các vị đại đức các vị đồng tu xin chào mọi người năm mới an lành thời gian trôi qua rất nhanh Hôm qua, tôi hỏi một vị đồng học. Tôi nói, tôi 26 tuổi, tiếp xúc Phật Pháp. 33 tuổi, xuất gia. Kể từ ngày xuất gia, thì bắt đầu dạy học, bắt đầu giảng kênh. Giảng đến năm nay là năm 2017 hình như cũng được 58 năm rồi. Họ nói với tôi, tôi học Phật. Tính từ ngày học Phật, đến nay đã được 66 năm. Nói đến 66 năm đại thuận. Hăng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức tôi xin bàn chuyện với mọi người về hai câu này một người đến xã hội này một sự việc quan trọng nhất chính là làm thế nào để cuộc đời chúng ta sống có thể được hạnh phúc vui vẻ trải qua một đời sống an vui hạnh phúc có thể làm được như vậy hay không có thể làm thế nào làm được vậy? Lão Sư Phương đã dạy cho tôi Chương gia Đại Sư cũng dạy cho tôi Lão Sư Phương đã chỉ dạy cho tôi Tôi học chiếc học với Ngài Ngài đem chiếc học Trong Phật Kinh nói cho tôi nghe Nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới kinh điển đại thừa là triết học cao nhất thế giới học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người tôi đã đi vào từ cánh cửa này đặc biệt là Ưa thích sự hưởng thụ cao nhất của đời người Vì sao khi tiếp xúc Phật Pháp Học tập Phật Kinh Mới hoác nhiên đại ngộ Sự hưởng thụ cao nhất Vốn dĩ chính là Niềm vui của khổng tử và nhan hồi Khổng phú tử Biết cách chăm lo cho chính mình sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc trong hàng đệ tử phu tử tán thắng nhất chính là nhan hồi gia cảnh của nhan hồi thanh bần thật sự một ngày ăn ba bữa cũng là một vấn đề thế nhưng nhìn thấy nhan hồi thì phu tử đã tán thán mà nói rằng Nhân hồi không thay đổi niềm vui này bất luận trong trường hợp nào bất luận trong thời gian nào bạn cũng đều nhìn thấy ông ấy có vẻ mặt tươi cười hoan hỷ vui vẻ an nhiên tự tại sự an vui này của nhân hồi là từ đâu mà có khổng tử giải đáp cho chúng ta biết trong lượng ngữ câu đầu tiên học nhi thời tập chi bất diệt duyệt khổ câu nói này chính là phương tiên sinh đã nói đó là sự hưởng thụ cao nhất của đời người đem những điều của thánh hiền dạy học được làm được thì an vui phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức hai câu nói này là phổ hiền đại sĩ đã nói phổ hiền bồ tát trong hoa nghiêm tam thánh phật pháp tại trung quốc lấy tứ đại bồ tát làm đại biểu như địa tạng bồ tát của Hoa Sơn Địa Tạng Địa là tâm địa Tạng là kho tàng Kho tàng ở trong tâm mới là chân thật Không phải giả Nó không có liên quan gì đến bên ngoài Là gì vậy? Hiếu đạo Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho hiếu đạo Hiếu đạo là gốc của văn hóa truyền thống Kính là thân của văn hóa truyền thống Là hiếu kính Bắt đầu hiếu từ khi nào vậy? Khi người mẹ mang thai Thai giáo Người mẹ khởi tâm đồng niệm Phải đoan chánh Chân thành đoan chánh Không có tà niệm trong 10 tháng này Vì sao vậy? Vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi Lời nói nhu hòa Cử chỉ từ tốn Đem hiếu kính bộc lộ Biểu diễn ra bên ngoài Để cho đứa trẻ Ở trong bào thai cảm nhận được Sau khi sinh ra rồi Người mẹ Là người thầy chủ nhiệm đầu tiên đứa trẻ vừa mà mắt ra nhìn thấy được vừa lắng tai nghe nghe thấy được thì chúng đã bắt đầu học tập rồi tất cả những biểu hiện của người mẹ ở trước mắt chúng chúng đều học tập được hết người mẹ cần phải biểu diễn bao nhiêu lâu ba năm một ngàn ngày từ lúc sinh tới khi đủ ba tuổi trong một ngàn ngày này những điều gì là xấu thì không thể để cho đứa trẻ nhìn thấy không thể để cho đứa trẻ nghe thấy, không thể để cho đứa trẻ tiếp xúc được. đứa trẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy hay tiếp xúc được thì toàn bộ phải là luân lý đạo đức. Toàn bộ đều là lời thiện, ý thiện, tâm thiện, hành động thiện. Đây gọi là xây dựng nền tảng giáo dục văn hóa truyền thống năm ngàn năm nhờ vào cái gì vậy nhờ vào cái này vô cùng đáng tiếc từ đầu năm dân quốc ở thời đại của tôi vẫn có thể cảm nhận được nhìn thấy được chiến tranh bùng phát chiến tranh trung nhật từ sự kiện lưu câu trong 8 năm kháng chiến ở những vùng quê vẫn còn phong khí này thành thị thì không còn nữa sau khi kháng chiến thắng lợi ở vùng quê không còn nhìn thấy nữa cũng không còn nữa hay nói cách khác một người 80 tuổi họ mà làm sai chúng ta có thể trách họ hay không không thể vì sao vậy? Vì họ không nhìn thấy qua Những người 90 tuổi trở lên Giống như tôi vậy Hôm nay là Nguyên đáng Năm 2017 Nếu từ mốc Thời gian này mà tính Thì tôi Đã bước vào tuổi 91 rồi Từ tuổi tác này của tôi trở lên Nếu có làm gì sai sót thì không thể tha thứ vì sao vậy vì đã nhìn thấy qua rồi bạn đã có sự ảnh hưởng rồi dù không có được sự giáo dục sâu sắc của ngày trước tôi nhìn thấy người ta xã hội đại chúng ở trong nhà nhìn thấy cha mẹ nhìn thấy các bậc tôn trưởng nhìn thấy anh chị em nội ngoại bởi vì lúc đó vẫn là một đại gia đình Luân lý đạo đức là nồng cốt của một đại gia đình Họ nhìn thấy Lưu truyền được 5.000 năm Dân quốc Để đem nhân quả của chúng ta phá bỏ Sau khi thắng lợi có thể nói, từ khi xây dựng dân quốc, sau khi những học sinh bắt đầu đi du học nước ngoài, hướng về các nước phương Tây, ngưỡng mộ họ, trở về nước, rồi nói trong nước cái gì cũng sai, bị người ta ức hiếp. Muốn học người ngoại quốc, muốn Tây quá mọi thứ, đem những thứ truyền thống hết thải vứt bỏ đã tạo nên sự động loạn của xã hội ngày nay. Tạo thành thiên tai nhân quả của ngày nay. Tiếp nói không ngừng. Làm thế nào để cứu vãn? Hiện nay Người phương Tây còn rõ hơn chúng ta Tôi tiếp xúc với một số nhà hắn học ở châu Âu Họ nói Để cứu giảng địa cầu hiện nay Chỉ có học thuyết khổng mạnh Và Phật Pháp Đại Thừa Là những nhà hắn học châu Âu đã nói ra văn hóa truyền thống được phục hưng Họ nhìn thấy mà vô cùng hoan hỷ Cách nhìn của họ và của người khác không giống nhau Văn hóa truyền thống sau khi đã quật khởi Trở lại mà dẫn đầu thế giới Đem lại hạnh phúc an vui cho người trên toàn thế giới Không đem lại tai nạn Là có chứng minh Nguyễn quần thư chỉ yếu Mà đường Thái Tông biên soạn Chính là minh chứng Hiện tại có rất nhiều bản Với nhiều ngôn ngữ khác nhau Đang lưu hành Ở các nơi trên toàn thế giới Người đọc được quyển Nam sách này Không ai không sanh tâm hoan hỷ Hy vọng sau khi văn hóa truyền thống hưng thịnh Có thể dìu dắt cả thế giới đi trên con đường an định hài hòa vậy thì quá tốt rất hiếm có việc này có liên quan gì đến tùy hỷ công đức có liên quan Chúng ta phải hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Không có một ai yêu thích chiến tranh cả Không có một ai hoan nghênh tai nạn Muốn tránh khỏi chiến tranh Vậy thì như tiến sĩ Tha An Tị đã nói Hy vọng cả thế giới biến thành một quốc gia Tâm lượng phải mở rộng Chúng ta khẳng định người trên trái đất của chúng ta người trái đất yêu trái đất này người trái đất yêu nhân dân ở trên trái đất này yêu động vật trên trái đất này yêu thực vật trên trái đất này yêu cõi thiên đường trên quả địa cầu này vậy thì mới đúng làm sao mới có thể làm được là dạy học dạy cái gì là giáo dục tôn giáo có thể làm được Tôi rất có lòng tin Tôi vào năm 1999 Năm 1998, năm 1999 tôi ở Singapore Đã đoàn kết được chín tôn giáo ở tại Singapore Thân thiết với anh chị em vậy Họ luôn thân thiết cho đến ngày nay Tôn giáo có tiềm lực đó là tín đồ của họ nhưng tôn giáo thì không thể có sự mê tín tôn giáo nhất định phải dạy học chúng ta tỉ mỉ mà quan sát mỗi một người sáng lập cả tôn giáo đều là những nhà giáo dục vĩ đại nhất trong xã hội họ đi đến đâu để giảng kinh dạy học thì đều có một đoàn người đi theo để học tập họ trở thành tín đồ Tính đồ của họ cũng là người giảng kinh dạy học Việc giảng kinh dạy học đã mất đi từ khi nào vậy? Thầy của tôi đã nói với tôi Đại khái cũng đã 200 năm rồi Hay nói cách khác 200 năm trước Trong các từ viện am đường Bất luận là ở thành thị hay thôn quê Không có nơi nào là không giảng kinh dạy học Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng kinh dạy học suốt 49 năm Trong ký ức còn sót lại một chút của tôi Và vào những ngày mùa đông Người nông dân Không có đồng làm việc Mùa đông giá lạnh Khí hậu không tốt Vì vậy khoảng thời gian mùa đông này thì làm gì Đến chùa để nghe giảng kinh Tiếp nhận giáo dục của Phật Đà Tuy rằng ngày ngày đều có giảng kinh Nhưng mà ba tháng mùa đông này Mới là cơ duyên dạy học Quan trọng nhất trong năm Tùy thuận Trung Quốc là một đất nước nông nghiệp Tùy thuận Thời gian nghỉ của nông dân Mùa thu thì thu hoạch Mùa đông dự trữ mùa cài cấy thì bắt đầu là việc trồng trọt vào mùa xuân mùa đông là hoàn toàn nghỉ ngơi cho nên việc dạy học liền bắt đầu từ đây đây là việc giáo dục hàng loạt giảng một bộ kinh giảng một bộ luận còn có rất nhiều người đọc sách Họ cũng ở lại trong chùa Chính là Trong ba tháng này Thì họ ở lại trong chùa Họ phải rất chăm chỉ học tập một bộ kinh Học một bộ luận Những năm đầu dân quốc vẫn còn Trước những năm kháng chiến vẫn còn Nhưng không nhiều Vẫn còn nhìn thấy Còn nghe thấy Về sao không còn nữa sau khi thắng lợi thì hoàn toàn không còn nữa Thế hệ Pháp Sư giảng kinh trước đó Sau khi qua đời rồi Thế hệ sau tiếp nối hiện tại Đã xảy ra vấn đề Đây là việc trọng đại Không phải là việc nhỏ Học viện Hán học hưng khởi Cũng chính là cái nguyên nhân này làm sao để đào tạo nhân tài Để kế thừa nho thích đạo Để cho những thanh niên này Không cần nhiều 30 đến 50 người là được rồi Giúp họ học Tốt kháng ngữ Học tốt cổ văn Có đủ năng lực Để đọc cổ văn Để cho họ kế thừa Đại sự nghiệp cổ thánh tiên hiền đem việc dạy học ưu tiên mà phát dương quan đại lại bồi dưỡng cho thế hệ nhân tài kế tiếp chúng ta có thể nghĩ đến trong 50 năm đến 100 năm nữa văn hóa truyền thống có thể phục hưng có thể chuyển biến đến toàn thế giới đây là nguyện vọng của chúng ta Hy vọng các đồng tu chúng ta cùng nhau cố gắng phát hiện ra được nhân tài giúp đỡ họ tận lực tìm cơ hội để cho họ học tập không bị gián đoạn tốt nhất là là một hệ thống trường học liền mạch khép kín nghĩa là từ tư thục truyền thống rất đáng để đề xướng chân thật bồi dưỡng thánh hiền nhận được sự giáo dục vì sao vậy học thánh học hiền giáo dục của thánh hiền Phật giáo làm cái gì học Phật học bồ tát chúng ta học Phật phải học giống như A Di Đà Phật vậy giống như thích Ca Môn Ni Phật vậy học các đệ tử của Phật các chị Bồ Tát Bồ Tát Địa Tạng đại biểu cho Hiếu Quan Thế Bồ Tát đại biểu cho Từ Bi Văn Thù đại biểu cho Trí Tuệ Phổ Hiền đại biểu cho Thật Làm Nhất định phải làm những điều học được Thành chính đời sống của chính mình Trở thành sự nghiệp của chính mình Trở thành sự sự đối người tiếp vật Không thể thiếu đi luân thường đạo đức xã hội hiện tại động loạn không sợ chúng ta ghi nhớ trong kinh dịch có nói nhà nào làm nhiều việc thiện ắt có nhiều niềm vui nhà nào làm nhiều việc ác ắt có nhiều việc xấu tổ tiên mấy nghìn năm của dân tộc trong sách sử đều ghi chép đoàn ác tu thiện tích công lụy đức mãi cho đến khi những năm đầu dân quốc chúng tôi vẫn còn nhìn thấy được cái di phong dư vị này chúng ta sâu sắc thể hội được chúng ta có tổ tiên che chở có tâm bảo gia trì chúng thần tán thán hồi phục văn hóa truyền thống là trách nhiệm của chúng ta chúng ta nhất định phải đem nó truyền thừa tiếp nối. không thể để nó mất đi ngay trong thế hệ của chúng ta đây là đại sự ưu tiên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Không những người Trung Hoa phải ưu tiên, mà người nước ngoài hiện tại cũng cho rằng đây là sự việc ưu tiên hàng đầu. Vì vậy đã tìm tôi để hợp tác. Tôi rất hoan hỷ. Duyên đã chín mùi rồi. Chúng ta nỗ lực dẫn đầu. Đưa thế giới này trở lại tình trạng thái bình thịnh thế hy vọng sau này người của cả thế giới sẽ đọc được kinh sách của chúng ta điều học quần thư chỉ yếu địa cầu này có thể thịnh thế được nghìn năm cho nên tôi hy vọng các đồng học chăm chỉ nỗ lực xây dựng nền tảng Không bị tài sắc Danh lợi bên ngoài mê hoặc Không bị ngoại duyên Phiền nhiễu Bản thân chúng ta có thể làm chủ được Y theo giáo quấn thánh hiền Y theo tam quy ngũ giới Thập thiện Trong Phật Pháp Tôi lấy việc này để hằng thuận mọi người tùy hỷ công đức xin cảm ơn mọi người chúc mọi người năm mới như ý tôi cũng thường hay nói đừng làm các việc ác mỗi năm bình an Vâng làm các việc thiện hàng năm như ý Đoạn ác tu thiện Chúng ta cùng nhau sách tấn lẫn nhau Không để bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Chúng ta phải đoạn tuyệt với chúng Phải bắt đầu từ đâu vậy? Tôi kiến nghị với mọi người Là từ chiếc điện thoại mà bắt đầu Tôi đã hơn 50 năm không xem truyền hình Việc này mọi người đều biết tôi cũng không có điện thoại những thứ này đều bất thiện ngày ngày xem nó thì làm sao có thể có được sức đề kháng cho tốt chỉ có tiệc giao với chúng mới có thể tạo được sự khỏe mạnh cho trí tuệ chúng ta có sức đề kháng tốt không bị ô nhiễm bạn tự nhiên vui vẻ hạnh phúc hiện tiền Tốt rồi, xin chào mọi người Chúc mọi người quan thọ vô lượng Mọi sự Cát tường như ý Xin cảm ơn mọi người A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Tra nghiêm cõi tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật